Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Mai Tây Bắc đây. Và trong những ngày bán sâm đất này thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi, đó là không biết là ăn củ sâm to hay là củ sâm nhỏ sẽ ngon hơn. Vậy thì bây giờ mời các bạn sẽ đi ăn thử cùng với mình nhé. Đây, sâm thực tế của nhà mình ở trên nương này, vừa mới đào về này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy màu của nó này, cực kỳ là đỏ luôn nhé. Bởi vì bây giờ là sâm đã rất là già rồi. Thế còn nếu mà các bạn mua sớm ở đầu mùa ấy thì nó sẽ không được cái màu sâm đẹp như thế này. Xong rồi đây, mình đã gọt xong hai củ sâm và bây giờ thì sẽ thử ăn nhé mọi người. Mình sẽ ăn củ bé trước. Củ sâm này sau khi mà thu hoạch được mấy ngày ấy, mình sẽ để cho nó xuống nước khoảng 5 đến 7 ngày thì ăn là sẽ ngọt lịm nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ăn sang củ to. Các bạn có thể nhìn giúp mình này, đối với cái củ sâm nhỏ này ấy, thì cái phần lõi của nó rất là ít nhá. Và thường thì khi mà mình mua cái củ sâm nhỏ này về ấy, thì mình sẽ có thể ăn được hết nó luôn, không cần bỏ lõi nhá. Bởi vì nhìn gần như là không có lõi và ngọt hết toàn bộ cả củ luôn, rất là ngọt. Còn cái củ sâm to này ấy, thì phần lõi của nó khá là to. Và khi ăn sâm ấy, thì mình tốt nhất là không nên ăn cái phần lõi này nhá các bạn. Đặc biệt là với những người mà hay lạnh bụng và hay đau bụng thì không nên ăn cái phần lõi này, bởi vì cái củ sâm này rất là nhuận tràng các bạn ơi. Tuy nhiên ấy, là cái củ sâm to này thì cái thành phần sapulin, tức là cái thành phần về sâm ấy, của nó là sẽ cao hơn so với những củ nhỏ này. Đổi lại thì cái củ nhỏ này thì ăn rất là tiện, mình có thể cắn cả củ luôn và nó rất là ngọt và không cần bỏ lõi nữa. Và mình muốn nói với mọi người rằng dù là củ sâm to hay là củ sâm nhỏ thì đều rất là ngon ngọt khi mà sâm đã già và đúng mùa như thế này. Và để được ăn những củ sâm đất ngon nhất thì hãy liên hệ với mình nhé. Bởi vì đây là sâm đất chuẩn Tây Bắc. Và mình là Mai Tây Bắc. Xin cảm ơn tất cả mọi người.